Lại nữa, kiểu thi ca sở duyên vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát cũng vô biên. Trời Đế thích hỏi: Vì sao sở duyên vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát cũng vô biên? Thiện Hiện đáp: Sở duyên của trí nhất thiết trí vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát cũng vô biên. Lại nữa, kiểu thi ca, sở duyên của pháp giới vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát cũng vô biên. Trời Đế thích hỏi: Vì sao sở duyên của pháp giới vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát cũng vô biên? Thiện Hiện đáp: Pháp giới vô biên nên sở duyên cũng vô biên, sở duyên vô biên nên pháp giới cũng vô biên, pháp giới sở duyên vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát cũng vô biên. Lại nữa, kiểu thi ca, chân như sở duyên vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát cũng vô biên. Trời Đế thích hỏi: Vì sao chân như sở duyên vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát cũng vô biên? Thiện Hiện đáp: Chân như vô biên nên sở duyên cũng vô biên, sở duyên vô biên nên chân như cũng vô biên, chân như sở duyên vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát cũng vô biên. Lại nữa, kiểu thi ca, hữu tình vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát cũng vô biên. Trời Đế thích hỏi: Vì sao hữu tình vô biên nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát cũng vô biên? Thiện Hiện đáp: Ý ngài thế nào nói hữu tình vậy hữu tình ấy là chỉ cho ý niệm của pháp nào? Trời Đế thích thưa: Bạch Đại Đức, hữu tình ấy chẳng phải là khái niệm của pháp, cũng chẳng phải là khái niệm của phi pháp, chỉ là giả lập khách danh thuộc về tên gọi tạm thời, thuộc về tên gọi không thật, thuộc về tên gọi không có nhân duyên. Thiện Hiện lại hỏi: Vậy theo ý ngài trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này là hiển thị thật có hữu tình không? Trời Đế thích thưa: Bạch Đại Đức, không có. Thiện Hiện hỏi: Trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này đã không hiển thị thật có hữu tình nên nói vô biên, vì ở trong hay ngoài nó đều bất khả đắc. Kiều thi ca, ý ngài thế nào? Các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác trải qua hằng hà sa số kiếp đã nói danh tự của các hữu tình, trong đây có hữu tình, có sanh có diệt không? Trời Đế thích thưa: Bạch Đại Đức, không có. Vì sao? Vì bản tánh các hữu tình vốn thanh tịnh, từ xưa đến nay vô sở hữu. Thiện Hiện bảo: Do điều này nên tôi nói hữu tình vô biên, cho nên việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát cũng vô biên. Kiểu thi ca, do nhân duyên này nên biết việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát phải nói là rất to lớn, vô lượng vô biên.